Thưa quý vị, Việt Nam là đất nước có truyền thống sản xuất nông nghiệp từ lâu đời. Cày, cấy, làm ruộng là sinh hoạt gắn bó của đại bộ phận nhân dân ta, gắn liền với sự phát triển của quê hương đất nước. Hàng năm sau Tết Nguyên đán, nhiều địa phương trên cả nước lại rộn ràng bước vào những lễ hội đầu xuân, trong đó có lễ hội Tịch Điền hay lễ hội xuống đồng đầu năm. Đây là một trong những lễ hội đầu năm lớn nhất vùng đồng bằng Bắc Bộ, mang nhiều ý nghĩa sâu sắc. Những nghi lễ truyền thống tại khu vực đất thiêng trong những ngày đầu năm mới không chỉ cầu mong mưa thuận gió hòa, được mùa, mà còn thể hiện sự chăm lo bờ cõi, chú trọng nông nghiệp của vua quan. Sơn, huyện Duy Tiên, Hà Nam lại nô nức tham gia lễ hội Tịch Điền bắt đầu từ mùng 5 đến mùng 7 tháng Giêng. Theo sử sách ghi chép lại, mùa xuân năm Đinh Hợi năm 987, vua Lê Đại Hành tức Lê Hoàn, vị quân vương vốn coi trọng nông nghiệp, đã cùng văn võ bá quan cày ruộng ở Đội Sơn, mở đầu mỹ tục của dân tộc. Khi cày ruộng Tịch Điền ở Đội Sơn, vua bắt được chum vàng. Năm 988, nhà vua cày ruộng ở Bàn Hải lại bắt được chum bạc. Vì thế, những thửa ruộng này sau được gọi là Kim Điền và Ngân Điền. Từ đó, lễ Tịch Điền được nhiều đời vua sau như Lý, Trần, Hậu Lê duy trì. Đặc biệt đến triều Nguyễn, lễ Tịch Điền có nhiều niêm luật cụ thể được tổ chức quy mô do bộ lễ chủ trì. Lê Đại Hành là muốn là mở mang bờ cõi. Thế rồi thì mở nông tang cho nhân dân là trồng lúa, một là nuôi quân, hai là dân nuôi thì không phải đói khát, không phải chịu những cái lầm than đói khổ. Cho nên là ngài mới sinh ra là đưa tất cả những nông dân về lập ấp từng khu một, bây giờ là dạy dân cày, dân cấy, rồi dân cày bừa thì cấy để lấy lúa. Nghi lễ chính trong toàn bộ lễ Tịch Điền Đội Sơn là tái hiện huyền tích từ thời thập đạo tướng quân Lê Hoàn là vua Lê Đại Hành. Thông thường lễ hội Tịch Điền phục dựng sẽ được tiến hành theo thứ tự. Vua Lê Đại Hành do một vị bô lão của làng Đội nhập thế, khoác long bào, cày ba xá. Lãnh đạo cấp cao, lãnh đạo tỉnh cày 5 xá, lãnh đạo huyện cày 7 xá và lãnh đạo xã cùng các bô lão cày 9 xá. Nhân dân thì thấy rằng một cái là cái phục hồi lại cái này là nhắc nhở cho con cháu là không cái gì bằng cái hạt gạo. Hạt gạo là cụ nói là ngọc thực, nuôi con người ta sống trưởng thành. Đấy, chứ còn nước ngoài cái gạo ra thì cái thứ khác kia nó chỉ là phụ thôi. Còn hạt gạo nó là vì châu Á nó là hạt gạo nó là chính. Thế mà nhà trời đất mà cho được thu hoạch được nhiều. Ngày xưa thì 6-70 cân, nhưng bây giờ 2-3 tạ. Ngoài lễ hội Tịch Điền Đội Sơn, tại một số địa phương, lễ hội xuống đồng cũng được tổ chức với nhiều nghi lễ khác nhau như hội thi cấy, thi cày. Ngoài thi cấy còn có phần thi trâu bò kéo khỏe và phần hội có các trò chơi dân gian như chọi gà, kéo co, cờ người để bà con trong làng vui Tết đón xuân nhưng vẫn không quên bám đồng ruộng để mùa màng được bội thu. Lễ hội xuống đồng thì là như thế bởi vì chúng ta vốn là một dân tộc làm nông nghiệp là chính, cho nên là rất là coi trọng cái chuyện đồng áng. Thế thì vì thế cho nên đầu năm ấy, cái việc mà làm những việc đầu tiên của trong cái năm ấy thì đối với người đi làm nông nghiệp thì là rất là quan trọng, vì thế cho người ta coi trọng cái lễ hội xuống đồng. Trong khi đó, tại các tỉnh miền núi phía Bắc, lễ hội xuống đồng đầu năm mới còn có tên gọi khác là lễ hội lồng tồng. Lễ hội bao gồm hai phần, phần lễ và phần hội. Ngay sau màn trống khai hội là các nghi lễ mang đậm bản sắc của nhân dân các dân tộc, gồm lễ hội cầu mùa của dân tộc Tày, lễ cầu an của dân tộc Sán Chay, lễ cầu phúc của dân tộc Giao, lễ cày Tịch Điền, lễ hội tung còn. Kết thúc phần lễ sẽ là các phần hội như hội múa rối Tày, hội thi cấy, kéo co, đẩy gậy, hội thi cờ tướng hay bịt mắt bắt dê. Nghi lễ quan trọng nhất của cái người Tày, người Nùng là cái việc ném cái quả còn, được qua được cái vòng của cái còn. Thì đấy nó như một cái sự hài hòa kết hợp giữa âm dương để cho nó phát triển. Từ năm 2002 đến nay, lễ hội được khôi phục bảo tồn. Năm 2017, lễ hội Lồng Tồng An toàn khu Định Hóa được Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch ban hành quyết định công nhận là di sản phi vật thể cấp quốc gia. Dù khác nhau về tên gọi, nhưng các lễ hội Lồng Tồng, Tịch Điền hay thi cấy thi cày đều có điểm chung là những nghi lễ nông nghiệp cổ xưa mở đầu cho một mùa sản xuất mới với ước nguyện mùa màng bội thu, gia súc phát triển, con người khỏe mạnh, mọi người mọi nhà ấm no hạnh phúc.
Vâng, thưa quý vị, có thể thấy dù có đôi nét khác biệt, nhưng lễ hội xuống đồng mang ý nghĩa khuyến nông sâu sắc, đề cao vai trò của sản xuất nông nghiệp. Trải qua nhiều thế kỷ, lễ hội này đã được khôi phục, bảo tồn và trở thành một trong những lễ hội quan trọng đầu năm nhằm gửi gắm những ước vọng tốt đẹp trong năm mới. Trong không khí của những ngày vui vẻ đón Tết, hàng nghìn nông dân trên cả nước đã bắt đầu ra đồng, cấy lúa, gieo trồng vụ mùa mới. Tất cả đều có chung một niềm tin về vụ mùa bội thu để cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Trong không khí vui tươi, phấn khởi của những ngày đầu xuân mới, những người nông dân ra đồng để chuẩn bị cho mùa vụ sắp tới. Trên khắp các cánh đồng, đâu đâu cũng thấy không khí rộn ràng, nhộn nhịp. Người làm đất, người cấy mạ, ai cũng tất bật với công việc. Vụ mùa năm nay, gia đình anh Quyền Đình Sinh, tỉnh Hà Nam cấy hơn một mẫu ruộng. Hướng đến một vụ mùa cho năng suất cao, gia đình anh Sinh đã chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết cho sản xuất, từ dẫn nước, làm đất cho đến chọn giống gieo trồng. Từ mùng 5 Tết, anh Sinh đã xuống đồng. Quá trình gieo mạ, chuẩn bị ruộng cày đã được gia đình anh thực hiện từ trong Tết. Thời tiết năm nay thì lại ủng hộ thì lại quá đẹp. Về cả gieo mạ và cả gieo xạ thì nói chung là đẹp, tốt. Nước nuôi các thứ là đầy đủ nên là cái vụ xuân là năm nay là chúng ta làm là thuận lợi quá. Cầu mong làm sao mà cứ mưa thuận gió hòa mới là cây cối tươi tốt. Năm nay thời tiết thuận lợi, nắng ấm kéo dài từ trong Tết. Vì vậy, anh Sinh cùng bà con ra đồng từ rất sớm. Trên những thửa ruộng đã đủ nước và được cày bừa sánh mịn, những đôi tay thật thoát cấy lúa khiến không khí xuân càng thêm vui. Trong không khí lao động rộn ràng, phấn khởi của những ngày đầu xuân mới, người dân ở đây đều mong muốn sẽ có một năm mưa thuận, gió hòa, mùa màng bội thu. Gia đình tôi phụ thuộc vào người dân đồng ruộng 100% về thu nhập, về nông nghiệp. Mong muốn là nó thu hoạch được mùa, nó bội thu. Thì gia đình ấm no và kinh tế nó phát triển tất cả mọi về lên. Chúng tôi vẫn cầu nguyện cho toàn thể nhân dân đều được mùa màng bội thu và lúa được đều được xanh tốt. Và cấy trồng đều được nhanh hoa nhẹn và đẹp đẽ. Mong muốn để người dân được trồng cấy, thu hoạch được nhiều thóc, lúa để cho con cháu. Mùa xuân nảy lộc đâm chồi, cây trái xanh tươi và ai cũng có những điều ước của riêng mình. Nhưng với người nông dân, ước vọng lớn nhất của họ là cầu mong bội thu, giá cả ổn định, thật đơn giản và bình dị. Một mùa xuân mới lại về, không chỉ là những ruộng lúa chín vàng, chất lượng, người nông dân trên đất nước Việt Nam cũng mong muốn một năm Tân Sửu, tình hình dịch bệnh tiếp tục được kiểm soát, giá nông sản tiếp tục được cải thiện, giúp cuộc sống của người nông dân bớt khó khăn hơn.